Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Nhé. Thưa quý vị và các bạn, nhận thức được tầm quan trọng của chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị khóa 12, Trường Trung học phổ thông Mường Nhé đã cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ dạy và học, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. Năm học 2020-2021, chi bộ trường Trung học phổ thông Mường Nhé có 37 đảng viên. Thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cá nhân căn cứ vào chức trách nhiệm vụ được giao để đăng ký cụ thể việc làm theo Bác về rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao kỹ năng giảng dạy bộ môn, áp dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào thực tiễn công tác, xây dựng trường lớp thân thiện, đổi mới công tác chủ nhiệm, thu hút học sinh học tập chuyên cần. Tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa thu hút học sinh tham gia trải nghiệm gắn bó với trường lớp, nâng cao kiến thức như ngày hội làm bánh chưng, bánh dày, hương vị ngày xuân nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, văn hóa ứng xử trong trường học, bảo đảm an toàn tham gia giao thông. Trong quá trình tổ chức thực hiện chỉ thị số 05, chi bộ trường Trung học phổ thông Mường Nhé còn vướng một số khó khăn vướng mắc cụ thể như sau. Thứ nhất là một số đảng viên thì chưa thực hiện tốt công tác phê bình và tự phê bình, ngại va chạm, ngại phát biểu trong các cuộc họp. Và việc nắm bắt về tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ giáo viên và học sinh thì có lúc chưa kịp thời. Việc quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh thì đã được nhà trường cũng như chi bộ quan tâm. Về giải pháp thì theo tôi, chi bộ trường Trung học phổ thông Mường Nhé cần thực hiện tốt một số nội dung cụ thể như sau. Chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành một trong những nội dung sinh hoạt thường xuyên, quan trọng trong sinh hoạt chi bộ cũng như các buổi họp cơ quan. Bên cạnh việc tổ chức cho 100% cán bộ, giáo viên được học tập tại chi bộ, các chuyên đề hàng năm về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, tại mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên môn, lãnh đạo nhà trường đều lồng ghép vào đó những nội dung sinh hoạt về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Trong các buổi sinh hoạt, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng đều được trao đổi tìm hiểu thêm về tấm gương đạo đức mẫu mực của Bác, những việc làm, những lời dạy ân cần giản dị nhưng có ý nghĩa giáo dục vô cùng sâu sắc của Bác đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên. Từ đó bàn bạc góp ý xây dựng về nội dung tiêu chí đạo đức theo tấm gương của Bác và các biện pháp thực hiện cho tập thể cũng như cho từng cá nhân theo chuẩn mực đạo đức đã được xây dựng, liên hệ kiểm điểm việc thực hiện trong công tác của chi bộ cũng như của mỗi cá nhân. Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị có vai trò to lớn trong việc chỉnh đốn đảng, chỉnh đốn nhận thức, tư tưởng, hành động của đảng viên để đảng ta thực sự là đảng trong sạch vững mạnh. Để thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, bản thân tôi là một giáo viên, đảng viên. Tôi luôn tích cực nghiên cứu, học tập và tham gia tuyên truyền chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước tới học sinh, tới gia đình, tới đồng nghiệp và nhân dân. Trong công tác chuyên môn, bản thân tôi luôn ý thức không ngừng đổi mới tác phong làm việc, tác phong công tác, nhất là công tác gần dân, quan tâm đến nhân dân, tôn trọng nhân dân và đặc biệt là quan tâm tới học sinh, nhất là những học sinh có cá tính. Đối với việc nêu gương người tốt, việc tốt, chi bộ, ban giám hiệu nhà trường đặc biệt chú ý việc khuyến khích và biểu dương kịp thời các cá nhân có việc làm tốt, có sáng kiến kinh nghiệm hay trong công tác giảng dạy. Ngoài việc tạo điều kiện về thời gian, tập thể lãnh đạo, các tổ đảng, tổ chuyên môn còn tham gia góp ý bổ sung cho tổ chuyên môn, cho các cá nhân có sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy cũng như trong quản lý. Nhiều sáng kiến được áp dụng trong thực tế nhà trường và đã thu được hiệu quả cao như kinh nghiệm, giúp đỡ học sinh yếu kém vươn lên, giúp các em học sinh tích cực học tập phấn đấu trở thành học sinh giỏi toàn diện. Qua đó, nhà trường đạt được những thành tích đáng tự hào. Liên tục 6 năm, từ năm học 2014-2015 đến năm học 2019-2020, nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Năm học 2016-2017, nhà trường vinh dự được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen. Năm học 2019-2020, trường đạt 15 giải tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó 1 giải nhì, 2 giải ba và 12 giải khuyến khích. Là học sinh, chúng em ai cũng mong muốn trở thành học sinh giỏi toàn diện. Với em, để đạt được danh hiệu này thì ngay từ đầu vào năm học, em đã xây dựng mục tiêu học tập cho bản thân mình. Xác định mục tiêu ưu tiên hàng đầu là cho việc học. Thứ hai là xây dựng thời gian biểu hợp lý.
Thứ ba là duy trì khả năng tập trung trong quá trình học tập và biết cách học có chọn lọc. Và cuối cùng là tạo cho bản thân mình cái sự hứng thú với các môn học. Bên cạnh đó, em còn tham gia các hoạt động ngoại khóa của lớp, của trường. Em nghĩ các hoạt động ngoại khóa không chỉ giúp chúng em tăng cường sức khỏe, giải tỏa mệt mỏi sau những giờ học căng thẳng, mà còn có ý nghĩa hỗ trợ cho giáo dục chính khóa, góp phần phát triển tích cực và hoàn thiện bản thân, phát huy sự sáng tạo của chính mình, và cũng là cơ hội để em có thể phát triển các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Thời gian tới, chi bộ và ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Mường Nhé tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước và nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục. Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực cụ thể là đổi mới phương pháp dạy học, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020-2021, phấn đấu giữ vững danh hiệu chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, đề án thực hiện làm căn cước công dân có gắn chip đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quyết định 1368. Sau khi được tập huấn tại Công an tỉnh, Công an huyện Mường Nhé đã đồng loạt triển khai thực hiện làm căn cước công dân gắn chip cho công dân trên địa bàn, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tạo thuận lợi cho công dân khi thực hiện làm thẻ căn cước công dân với mục tiêu đặt ra sẽ hoàn thành việc cấp thẻ căn cước công dân trên địa bàn trước ngày 1 tháng 7 năm 2021. Theo kế hoạch, từ ngày 12 tháng 3 năm 2021 đến 30 tháng 6 năm 2021, Công an huyện sẽ tiến hành tiếp nhận hồ sơ và thực hiện quy trình cấp căn cước công dân cho công dân tại các địa điểm cố định và ở các xã, cơ quan, doanh nghiệp, trường học vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Để đẩy nhanh tiến độ, lực lượng tại các tổ bố trí làm cả buổi đến 22 giờ khuya. Căn cước công dân mẫu mới có nhiều ưu điểm về bảo mật, lưu trữ thông tin, tạo thuận lợi và tiện ích cho người sử dụng khi tiến hành các giao dịch hành chính, giúp việc thực hiện các giao dịch cá nhân nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại, rút ngắn thời gian trả và nhận kết quả các dịch vụ hành chính công. Vì vậy, trong thời gian qua, Công an huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến làm thủ tục. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh Điện Biên về việc là cấp thẻ căn cước công dân cho tất cả các công dân trên địa bàn, thì ngay sau khi mà có ý kiến chỉ đạo của Công an tỉnh thì ban lãnh đạo Công an huyện chúng tôi cũng đã trực tiếp giao cho các lực lượng chức năng tham mưu và xây dựng kế hoạch cấp thẻ căn cước công dân trên địa bàn. Thì ngày hôm qua thì bắt đầu chúng tôi đã nhận được máy của Công an tỉnh cấp cho của Công an huyện, và cũng đã tập huấn cho cái số các anh em còn lại là chưa được tập huấn ở ngoài Công an tỉnh ấy, thì hôm qua đã tập huấn cho anh em và đã cấp cho số cán bộ chiến sĩ Công an huyện trước. Và đến ngày hôm nay thì chúng tôi bắt đầu tiến hành chia làm hai tổ trực tiếp xuống cơ sở, và chia làm một tổ đi các cơ quan và một tổ đặt trực tiếp tại Ủy ban xã Mường Nhé để cấp cho các cái lão thành cách mạng, già làng trưởng bản và các đồng chí lãnh đạo của các đảng ủy các xã. Ngày đầu thực hiện, Công an huyện đã triển khai thu thập thông tin cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử cho cán bộ cảnh sát Công an huyện. Sau khi triển khai thí điểm ở đơn vị, Công an huyện thành lập hai tổ tiến hành cấp căn cước công dân lưu động ở các xã, cơ quan, doanh nghiệp, trường học và các địa bàn dân cư. Ngay trong ngày 11 tháng 3, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Mường Nhé và trụ sở huyện ủy Mường Nhé, tổ công tác lưu động của đội đã bố trí đầy đủ máy móc chuyên dụng như máy lấy vân tay, máy tính sách tay, máy ảnh và tổ chức thu nhận hồ sơ, lấy thông tin công dân. Đến nay, Công an huyện Mường Nhé đã tiếp nhận và hoàn thiện hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân cho hàng nghìn người dân trên địa bàn huyện. Nếu như trước đây, việc lấy vân tay công dân được thực hiện thủ công thì hiện nay đã được đơn giản hóa bằng máy chuyên dụng. Việc thu nhận thông tin để tiến tới cấp thẻ căn cước công dân đã được đơn giản hóa nhiều thủ tục. Người dân không phải làm tờ khai như làm chứng minh nhân dân như trước đây. Công dân chỉ cần cung cấp tên tuổi, số chứng minh nhân dân để cán bộ nhập thông tin vào hệ thống phần mềm cấp căn cước công dân trên cơ sở, sử dụng thông tin công dân kê khai trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau khi được nghe tuyên truyền về là để làm thẻ căn cước công dân, thì nhân dân chúng tôi cũng là rất vui mừng, bởi vì là làm được cái thẻ căn cước này thì sẽ giảm thiểu cho việc đi lại làm những thủ tục hành chính, là rất thuận lợi cho việc giao dịch của người dân.
Thẻ căn cước công dân gắn chip có nhiều ưu điểm so với các loại giấy tờ tùy thân hiện nay, bởi thẻ tích hợp được nhiều thông tin của công dân hơn, liên thông với các thông tin khác về bảo hiểm y tế, bằng lái xe, thuế. Do đó, công dân chỉ cần mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip mà không cần phải mang theo nhiều loại giấy tờ khác khi làm các thủ tục hành chính như trước đây. Đồng thời, không còn tốn kém thời gian, chi phí công chứng, chứng thực giấy tờ như trước đây. Thẻ căn cước công dân gắn chip có mức độ bảo mật rất cao nên thông tin định danh của công dân trên thẻ là không thể thay đổi, giả mạo, chỉ có chủ sở hữu thẻ mới sử dụng được. Một cán bộ trực tiếp tham gia sản xuất và làm căn cước công dân cho bà con nhân dân trên địa bàn huyện Mường Nhé thì tôi thì cũng đã trực tiếp tham mưu cho ban lãnh đạo công an huyện và cũng được sự chỉ đạo sát sao và tập huấn kịp thời của phòng PC06 cũng như cục C06 thì chúng tôi cũng tham mưu cho cấp ủy chính quyền làm sạch, làm sống dữ liệu và tiến hành làm thủ tục cấp căn cước cho công dân. Đến hiện giờ thì trên địa bàn huyện Mường Nhé thì bắt đầu tiến hành làm. Đối với địa bàn huyện Mường Nhé, đa số người dân làm nghề nông nghiệp nên nhiều người giấu vân tay bị mờ khiến tổ công tác làm việc vất vả, kéo dài thời gian hơn. Dù khối lượng công việc lớn, áp lực nhưng khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ cảnh sát đơn vị đều tận tình hướng dẫn, giúp đỡ người dân làm thủ tục nhanh chóng, thuận tiện. Khi tiến hành thu thập thông tin cấp thẻ căn cước công dân cho người dân, cán bộ cảnh sát công an huyện đã sử dụng cả tiếng dân tộc để tuyên truyền hướng dẫn người dân thủ tục làm thẻ căn cước công dân. Do đó, người dân đã nắm được những tiện ích khi sử dụng thẻ căn cước công dân và rất hài lòng về cách phục vụ công dân của cán bộ chiến sĩ công an huyện. Sau khi được công an huyện Mường Nhé xuống giải quyết thủ tục hành chính làm thẻ căn cước thì rất là thuận lợi cho bà con dân bản của xã Mường Nhé, thuận lợi trong việc đi lại này, làm hồ sơ này, rồi là đi làm ăn. Đây là bước tiến quan trọng trong việc phục vụ hoàn thiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời giúp cho các cơ quan quản lý nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, đơn giản hóa thủ tục hành chính, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân khi đi giao dịch thủ tục hành chính, góp phần phục vụ hiệu quả công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội trên địa bàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.